Lạc đà là hình ảnh biểu trưng của những bãi cát đỏ ở Bắc Phi thuộc sa mạc Sahara. Nhưng liệu các bạn có biết rằng Cabo San Lucas cũng là nhà của loài sinh vật này không? Cabo bao quanh sa mạc Baja, nơi có cùng vĩ độ với Sahara và cả khí hậu cũng tương tự, nên có thể biến nơi đây trở thành ngôi nhà lý tưởng cho lạc đà sinh sống. Lạc đà là một sinh vật hiền lành và thánh thiện. À, ý mình là thân thiện nhé. Hầu hết chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với chúng, vì vậy sẽ có nhiều câu hỏi về sinh vật thú vị này, bao gồm lạc đà gồm những loại nào và lạc đà ăn gì. Hãy cùng mình tìm hiểu một số thông tin thú vị về sinh vật này nhé. Vì sao một vài con lạc đà thì có một bướu và những con khác thì có hai bướu? Vì chúng là hai loài khác nhau. Lạc đà châu Á được gọi là lạc đà Bactrian sẽ có hai bướu, trong khi lạc đà Ả Rập được gọi là lạc đà Dromedary sẽ có một bướu. Nếu lạc đà không ăn trong một thời gian dài, chiếc bướu của chúng có thể sẽ hạ xuống khi hàm lượng chất béo trong đó trở nên cạn kiệt. Chiếc bướu sẽ nhô lên sau khi lạc đà tìm thấy thức ăn và bổ sung hàm lượng chất béo cho chiếc bướu của chúng. Cái tên lạc đà xuất phát từ tiếng Ả Rập mang nghĩa là xinh đẹp. Mặc dù vẻ đẹp có thể không phải là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu các bạn khi nghĩ về loài lạc đà, nhưng có rất nhiều điều để chúng ta chiêm ngưỡng và đánh giá cao về loài động vật này. Lạc đà có nguồn gốc từ châu Phi, Trung Đông và châu Á, nơi chúng được dùng để chở người và hàng hóa qua sa mạc trong nhiều thế kỷ. Chúng có thể chở đến 272 kg hàng hóa, chạy tới 40 km một giờ và được mệnh danh là những chiếc tàu của sa mạc. Lạc đà con khi mới sinh nặng từ 25 đến 45 kg và con trưởng thành có thể lên đến 1.130 kg. Lạc đà sống ở đâu? Lạc đà một bướu sống ở Bắc Phi và Trung Đông, trong khi lạc đà hai bướu thường được tìm thấy ở Trung Á. Bất kể là sống ở đâu, lạc đà sẽ thường được tìm thấy ở những vùng khí hậu kiểu sa mạc. Lạc đà cũng có thể được tìm thấy ở những vùng khí hậu có thời tiết lạnh giá, bất chấp suy nghĩ của đa số mọi người. Lạc đà to lớn như thế nào? Hầu hết các loài lạc đà đều lớn hơn nhiều so với con người. Trung bình, lạc đà hai bướu sẽ phát triển đến chiều cao là 2m tính từ vai và chiều dài cơ thể khoảng 3m. Con đực có thể nặng từ 600 đến 1.000 kg. Lạc đà một bướu thường cao khoảng 1,9m và nặng từ 400 đến 600 cân. Lạc đà không trữ nước trong bướu. Chiếc bướu của lạc đà là đặc điểm gây chú ý nhất trên cơ thể chúng. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, chiếc bướu này không dùng để chứa nước. Thay vào đó, chiếc bướu dùng để lưu trữ chất béo. Chất béo sẽ giải phóng cả năng lượng và nước khi không có sẵn nguồn tài nguyên. Nó cũng dùng với một mục đích khác là khi lạc đà lưu trữ hầu hết chất béo ở cùng một nơi, chúng sẽ không có lớp mỡ cách nhiệt bao phủ, và điều đó khiến lạc đà có thể cảm thấy mát hơn trong cái nắng nóng của sa mạc. Những con lạc đà khỏe mạnh với lượng mỡ được dự trữ đáng kể giúp chúng có thể sống mà không cần thức ăn hoặc nước uống trong vài tuần. Lạc đà có các tế bào hồng cầu hình bầu dục, giúp máu có thể tiếp tục lưu thông trong thời gian khan hiếm nước. Lạc đà sinh ra là để chinh phục sa mạc. Lạc đà có nhiều kiểu thích nghi với lối sống trong môi trường sa mạc khắc nghiệt. Để tránh bụi và cát, chúng có 3 mí và 2 bộ lông mi. Tai của lạc đà có nhiều lông, chúng giữ cho cát và bụi không xâm nhập vào tai. Ngoài tai và mắt, lỗ mũi của chúng cũng có khả năng ngăn cát bụi xâm nhập vào bằng cách khép mũi lại giữa hai nhịp thở. Lạc đà có đôi mắt và chiếc mũi to giúp thị giác và khứu giác của chúng trở nên tốt hơn. Ngoài ra, chúng cũng có thêm đôi môi dày giúp chúng có thể ăn các loại thực vật có gai mà các loài động vật khác không thể. Những lớp da dày ở ngực và đầu gối bảo vệ chúng khỏi cái nóng của cát ở sa mạc, và bàn chân to lớn và phẳng giúp chúng có thể đi lại mà không bị lún xuống cát. Bàn chân của lạc đà bao gồm hai ngón chân xòe ra khi chúng chạm đất. Dưới bàn chân của lạc đà có một lớp đệm để hỗ trợ cho chúng khi đi vào những vùng có nhiều đá sỏi hoặc đá cứng. Với bộ lông màu kem rồi chuyển dần sang nâu, vừa ngắn và vừa dày, nó không chỉ bảo vệ da của lạc đà khỏi ánh nắng mặt trời vào ban ngày, mà còn giúp giữ ấm cho chúng khi nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm. Lạc đà có thể bổ sung nước một cách nhanh chóng. Mặc dù lạc đà không trữ nước trong bướu của chúng, nhưng loài động vật sa mạc này rất giỏi trong việc tích trữ lượng nước trong cơ thể. Lạc đà một bướu dùng chiếc bướu của chúng để điều chỉnh nhiệt độ cho cơ thể suốt cả ngày. Điều này ngăn chúng tiết mồ hôi khi nhiệt độ tăng lên hàng ngày để giúp tiết kiệm nước. Khi lạc đà gặp nước, chúng có thể nhanh chóng nạp đầy nước cho cơ thể.
Trong 10 phút chúng có thể uống gần 100 lít nước. Lạc đà là loài động vật có tính xã hội. Lạc đà di chuyển theo đàn và cả lạc đà một bướu lẫn hai bướu đều là những sinh vật mang thực tính xã hội. Mỗi đàn lạc đà có 30 con và chúng thuộc một gia đình với một con đực thống trị. Ngoại trừ những con đực thiết lập quyền thống trị trong quá trình sinh sản, thì lạc đà không có xu hướng bộc phát bản tính hung hăng ra ngoài. Chúng không chỉ di chuyển cùng nhau mà lạc đà còn trao đổi với những con còn lại trong đàn bằng cách tạo ra loạt âm thanh như tiếng kêu rền rĩ hoặc rống lên. Lạc đà cung cấp các dưỡng chất. Lạc đà là loài cung cấp nguồn thức ăn cho con người hàng ngàn năm dưới dạng thịt và sữa. Sữa lạc đà có hàm lượng cholesterol thấp, hàm lượng vitamin C và các khoáng chất như natri và kali cao hơn so với sữa của các loài động vật nhai lại khác. Sữa từ lạc đà cũng được xem là giống với sữa người hơn sữa bò. Trong những vùng sa mạc khô cằn lạc đà sinh sống, thì thịt của chúng cũng chính là nguồn cung cấp protein quan trọng. Cha cha, điều này tốt cho chúng ta, nhưng lạc đà thì không. Lạc đà có thể mang khối lượng hàng hóa lớn. Lạc đà có một khả năng đặc biệt ấn tượng, đó là mang vác những vật có tải trọng lớn. Lạc đà hai bướu có thể mang gần 200kg hàng hóa trong một ngày, trong khi lạc đà một bướu có thể mang được gần 100kg hàng hóa. Bởi vì lượng chất béo dự trữ trong bướu của lạc đà có khả năng cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng, nên loài động vật ăn cỏ này có thể hoạt động mà không cần phải nghỉ ngơi thường xuyên để kiếm thức ăn hoặc nước uống. Lạc đà sẽ ăn những gì? Lạc đà chắc chắn không phải là loài kén ăn. Đây cũng là một đặc điểm tốt vì thức ăn và nước uống trên sa mạc có thể sẽ khan hiếm. Thông thường lạc đà sẽ được cho ăn cỏ, ngũ cốc, lúa mì và yến mạch. Khi thức ăn trên sa mạc khan hiếm, lạc đà có thể sống dựa vào lá khô và hạt khô. Thậm chí chúng sẽ ăn cả da nữa. Lạc đà cũng có thể ăn các loại thực vật có gai mà không bị thương nhờ vào đôi môi dày và 34 chiếc răng. Dạ dày của lạc đà cũng được chia thành 3 ngăn để giúp chúng có thể tiêu hóa với chế độ ăn uống độc đáo này. Tuy nhiên có một thứ mà bạn không ép chúng ăn được, đó là thịt, vì lạc đà là động vật ăn cỏ. Liệu rằng lạc đà có ngủ không? Lạc đà sẽ ngủ. Chúng thực sự còn có thể ngủ đứng. Điều này giúp giữ chúng an toàn trước những kẻ săn mồi. Chúng ngủ khoảng 6 giờ đồng hồ mỗi đêm và có thể chịu được những thay đổi lớn của nhiệt độ từ những cái nóng oi ả vào ban ngày đến cái giá lạnh của sa mạc lúc về đêm. Lạc đà hoang dã sẽ đi kiếm ăn vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ngày nắng nóng. Lạc đà có vẻ ngoài chậm chạp và cũng rất nhàn hạ. Lạc đà hoang dã phối hợp với nhau khi tìm kiếm thức ăn. Về tiêu hóa, lạc đà là động vật nhai lại nhưng lạc đà lại không nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Dạ dày đầu tiên của nó sẽ trữ thức ăn chưa được nhai một cách kỹ càng. Sau đó thức ăn này trào ngược lại miệng của lạc đà và chúng sẽ nhai lại. Kế đó lạc đà nuốt thức ăn đã được nhai lại và chúng sẽ đi đến những phần khác của dạ dày để được tiêu hóa hoàn toàn. Chúng được biết là loài có thể tiêu thụ thực vật chứa nhiều muối. Điều này có nghĩa là gặp ít sự cạnh tranh với các loài động vật khác về thức ăn. Về mối đe dọa, không có loài vật nào có thể săn lạc đà một bướu. Không phải bởi vì chúng quá mạnh mẽ, mà bởi vì đa số chúng sống trong điều kiện nuôi nhốt. Chúng đã tuyệt chủng trong tự nhiên trên khắp phạm vi sinh sống của mình. Kẻ thù tự nhiên chủ yếu có thể giết chết và ăn thịt những con lạc đà hai bướu là chó sói. Tuy nhiên, lạc đà hai bướu hoang dã gặp nhiều nguy hiểm từ thợ săn là con người hơn là từ chó sói. Khi bị khiêu khích, lạc đà sẽ phun ra dịch nhầy màu xanh lục từ dạ dày. Ngoài ra, chúng có thể sử dụng cả bốn chân đá vào đối thủ để tự vệ. Trên thực tế, lạc đà hai bướu có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên vì người dân liên tục giết chúng để làm thức ăn. Mối đe dọa lớn nhất đối với lạc đà là hạn hán. Lạc đà thông minh hơn so với ngựa. Chúng có thể sống khoảng 40 đến 50 năm. Nhiệt độ cơ thể lạc đà dao động từ 34 độ C vào ban đêm đến 41 độ C vào ban ngày. Chúng sẽ bắt đầu tiết mồ hôi khi nhiệt độ tăng đến hơn 41 độ C. Lạc đà nghỉ ngơi bằng cách nằm xuống, gập chân trước của chúng lại và đặt bên dưới thân, tiếp theo là gập chân sau. Chúng được biết là loài có cách di chuyển khác với nhiều loài động vật có vú. Chúng di chuyển đồng thời cả hai chân trái, sau đó đến di chuyển cả hai chân phải khi đi.
cá lạc đà cái và đực đều động dục trong mùa sinh sản và thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3. Thời gian mang thai của lạc đà kéo dài 13 đến 14 tháng. Trong vòng 8 giờ sau sinh, con non có thể đứng lên và sau đó được mẹ của nó chăm sóc trong sự bảo vệ của đàn cho đến khi đủ lớn và mạnh mẽ để sống độc lập. Lạc đà con khi sinh ra không có bướu. Chúng gọi mẹ bằng âm thanh be be giống tiếng kêu của cừu non. Những cặp mẹ con lạc đà vô cùng thân thiết và sống với nhau trong vài năm. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về lạc đà. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.